Với một khát khao cháy bỏng mang đến cho mọi người dân Việt Nam dòng sữa tươi sạch thơm ngon bổ dưỡng, TH Tiên Phong đặt nền móng cho ngành công nghiệp sữa tươi sạch và sữa tươi hữu cơ tại Việt Nam. TH là doanh nghiệp đi đầu trong việc ký kết triển khai chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa theo tiêu chuẩn hữu cơ organic của châu Âu và Mỹ. TH là trang trại đầu tiên tại Việt Nam có đàn bò sữa chuyển đổi sang chăn nuôi hữu cơ, thay một quy trình sạch khép kín từ đồng cỏ đến bàn ăn. Đạt chứng nhận tiêu chuẩn hữu cơ châu Âu và cúp vàng hữu cơ vì sức khỏe cộng đồng. TH Trubio tiên phong phát triển sữa tươi hữu cơ tại Việt Nam. Xin chào quý khán giả đến với chương trình Yoga in Việt Nam. Tôi là Karan và đây là chuyên gia yoga Manish. Cảm ơn đã cùng chúng tôi chia sẻ tình yêu với yoga và tình yêu với đất nước Việt Nam xinh đẹp. Chúng tôi đang ở công viên Yên Sở, Hà Nội. Hãy cùng chúng tôi tận hưởng khung cảnh xinh đẹp và bầu không khí trong lành nơi đây. Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Yoga in Việt Nam. Yoga là hành trình của mỗi cá nhân để hiểu về chính mình. Trong nhịp sống hối hả, chúng ta thường quên đi việc chăm sóc cho bản thân, trở nên lười biếng, phụ thuộc, không chịu vận động. Vì thế mà chúng ta càng dễ mắc các bệnh như tiểu đường, hen suyễn, đau lưng, các bệnh về tim phổi, liver dysfunction, and so on. So this week, chúng ta sẽ thực hiện các bài tập yoga trị liệu. Các bài tập yoga trị liệu với các kỹ thuật nhằm chữa trị các chấn thương vật lý, các bệnh lý, các chấn thương tinh thần và giải tỏa căng thẳng. Physical injury, or pain, or mental, or emotional stress and trauma is considered as a yoga therapy. So this episode is focused on yoga for chúng tôi xin giới thiệu bài tập yoga asthma chữa trị bệnh hen suyễn. Hen suyễn là bệnh lý liên quan đến phổi. Những người bị hen rất khó khăn the trong khi thở, thiếu sức sống, asthma, bị ho, feel short and breathe, feel lack of energy, coughing, and so on. So there is a many poses in yoga có tác dụng tốt that can be very helpful for asthma patients. So let's learn some poses with Master Manish that can help us to control our asthma. Xin mời quý vị cùng học một số động tác cùng với chuyên gia Manish nhằm kiểm soát bệnh hen. Động tác 1, Sutta Vadasana, tác dụng giảm các vấn đề tiêu hóa, tốt cho lưng, dây thần kinh cổ và tuyến giáp, chữa thấp khớp, viêm phế quản và các vấn đề liên quan đến phổi. Lưu ý, người bị đau thần kinh tọa, trượt đĩa, xương cùng có vấn đề hoặc các biến chứng gối không nên thực hiện tư thế này. Động tác 2, Uttanasana, tác dụng tốt cho hệ tiêu hóa và sinh sản, giảm đau lưng, cổ lưng và trễ vai, kéo căng phần trước cổ, kích thích các cơ quan khu vực này và điều chỉnh chức năng tuyến giáp. Lưu ý, người bị các vấn đề về lưng nặng như đau lưng hoặc người bị cường tuyến giáp không nên tập khi không được hướng dẫn. Động tác 3, Tripod, tác dụng giảm bớt căng thẳng, lo lắng, mệt mỏi, tốt cho cuộc sống và các cơ quan nội tạng, làm giảm đau cổ và đau lưng, dẻo dai cơ bắp, gân, dây chằng.
Uttanasana. Tác dụng: tư thế này có tác dụng giống như tư thế Chakrasana. Nó có tác dụng tăng sức mạnh của vùng thắt lưng và gân gót chân. Lưu ý, người bị cao huyết áp, tim mạch, loét dạ dày hoặc yếu cổ tay không nên thực hiện tư thế này. Động tác 5, Vajrasana. Tác dụng: giảm hoặc phòng ngừa các vấn đề về dạ dày và bụng, giảm tăng cân vùng bụng, cải thiện tiêu hóa và giúp điều trị táo bón, cải thiện tuần hoàn, tăng cường sức khỏe cho xương sống và dây thần kinh cột sống. Vấn đề về lưng không nên gập trước sâu quá. Với một khát khao cháy bỏng mang đến cho mọi người dân Việt Nam dòng sữa tươi sạch, thơm ngon, bổ dưỡng, TH Tiên Phong đặt nền móng cho ngành công nghiệp sữa tươi sạch và sữa tươi hữu cơ tại Việt Nam. TH là doanh nghiệp đi đầu trong việc ký kết triển khai chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa theo tiêu chuẩn hữu cơ organic của châu Âu và Mỹ. TH là trang trại đầu tiên tại Việt Nam có đàn bò sữa chuyển đổi sang chăn nuôi hữu cơ. Thay một quy trình sạch khép kín từ đồng cỏ đến bàn ăn, đạt chứng nhận tiêu chuẩn hữu cơ châu Âu và cúp vàng hữu cơ vì sức khỏe cộng đồng. TH Tiên Phong phát triển sữa tươi hữu cơ tại Việt Nam.